tứ ca Jin có thể trở nên hoàn hảo với thay đổi này. Một trong những giai thoại nổi tiếng nhất Liên Minh có thể kể đến sự ám ảnh của Jin với con số 4. Hắn có 4 viên đạn, 4 lần nảy lựu đạn nhảy múa, cũng như chiêu cuối bắn 4 phát. Số 4 xuất hiện trong hầu hết kỹ năng của nghệ sĩ tử thần và đa số người chơi cũng đã quen với nó. Nhưng đó chưa phải tất cả. Một fan đã nảy ra đề xuất vô cùng phù hợp, thay đổi máu của bẫy thành 4 để tăng sự ám ảnh với con số này trong nhân vật Jin. Nhưng ý tưởng điên rồ này không hề gây ấn tượng với cộng đồng, ngược lại còn bị phản đối mạnh mẽ. Theo các bình luận được like nhiều nhất, thay đổi này sẽ làm xáo trộn trạng thái cân bằng của Jin và không đem lại nhiều ý nghĩa. Họ còn châm biếm, bạn có thể cho Jin chỉ còn 4 ô trang bị, chỉ đạt tối đa cấp 16, tương đương 4x4, hay đội có Jin thì chỉ còn 4 người. Không thể phủ nhận, thay đổi bẫy Jin lên 4 máu sẽ phù hợp với sự ám ảnh của tướng này, nhưng lượng máu hiện tại của bẫy là con số hoàn hảo. Khi tướng cận chiến đánh vào bẫy sẽ gây 1,5 máu, tức họ có thể dọn bẫy nhanh hơn. Vì thế nếu tăng máu bẫy, sự cân bằng sẽ bị xáo trộn nặng nề. Việc bẫy Jin chỉ có 3 máu khiến nó có thể dễ dàng bị phá bởi cặp bot hay một tướng có thể tái tạo đòn đánh. Jin chưa nhận được bất kỳ thay đổi nào trong năm 2024 và có thể khẳng định không có lý do gì để Riot thay đổi số máu của bẫy, dù ý tưởng này thú vị đến đâu.